Chào mọi người, hôm nay Tâm sẽ hướng dẫn cho mọi người làm cái bộ móng giống như mọi người đang nhìn thấy trên màn hình vậy nha. Là Tâm vừa mới làm xong cái bộ móng cho cô khách này, là cổ refill rồi cổ sơn ombre màu hồng với màu tím. Rồi cái ngón giữa là cổ sơn cái màu kim tuyến, và cái ngón nhẫn, hai ngón nhẫn thì cổ dẻ hai cái bông giống như là hai con bướm vậy nha mọi người. Thì cái mẫu móng này hiện thời bây giờ nó rất là thịnh hành nha mọi người, tại vì lễ Easter chuẩn bị tới đó, cho nên là lễ phục sinh á, cho nên hai cái màu này thì đa phần là khách nó thích lắm. Rồi bây giờ mọi người xem là Tâm sẽ sơn như thế nào nha. Tâm sẽ sơn cái màu tím lên trước nè. Thì mọi người ơi, cái màu tím này nó là cái màu mood color nha mọi người. Cho nên khi mình sơn lên nó sẽ nhìn giống như là màu tím, nhưng mà thiệt ra khi mình hơ máy mà mình bỏ tay vô trong cái máy mà hồi nó nóng á, là nó sẽ có hai cái màu nha. Nó sẽ ombre tự động, nó ombre thôi, mình không có cần phải làm gì hết. Thì Tâm đã review cái móng cho cô khách này xong hết rồi, bây giờ mình chỉ việc sơn thôi nha. Thì Tâm sẽ sơn từ từ lại để cho mọi người cùng xem là khi mình sơn cái màu mood ombre thì nó như thế nào nha. Thì đa phần khi mà Tâm sơn cái màu thường á mọi người, màu gel hoặc là màu thường, thì Tâm chỉ sơn giống như là kéo xuống rồi mình quẹt cái đầu móng liền. Nhưng mà đa phần cái màu mood đó thì nó hơi dày hơn những cái màu thường tí xíu, thì khi mình sơn mình không cần phải quẹt cái đầu móng liền. Mình cứ việc sơn hết cái móng của người ta cái nước thứ nhất, xong rồi sau khi mà mình sơn xong cái nước thứ nhất thì mình quẹt cái đầu móng, thì như vậy cái móng nó sẽ nhìn tự nhiên hơn nha. Rồi bây giờ Tâm sẽ quẹt cái đầu móng nè. Thì mọi người thấy không, cái móng của cổ bây giờ nó không có tím nữa mà nó chuyển qua màu hồng rồi nè, thấy chưa? Rồi Tâm sẽ quẹt hết mấy cái đầu móng cổ để cho mà khi người ta về nhà người ta làm công việc đó thì nó không có bị bung cái nước sơn của người ta ra nha mọi người. Thì giống như video nào Tâm cũng nói đó, khi mà Tâm sơn gel cho khách đó, mà khoảng 2 tới 3 tuần, có nhiều hồi người ta đi tới 4 5 tuần quay lại á, thì cái màu gel người ta cũng còn y nguyên nha, không có mất một miếng nào hết. Nếu như mà mọi người kéo thiệt kỹ rồi mình quẹt cái đầu móng cho người ta là cái móng người ta nó rất là bền luôn, nó không có bung ra dễ đâu. Thì cái màu thứ nhì á mọi người, cái lớp thứ nhì khi mình sơn thì nó rất là dễ, mình cứ việc kéo xuống thôi, mình không có cần phải quẹt đầu móng lại nữa. Mình chỉ quẹt một lớp thôi là đủ rồi. Tại vì nếu như mà mình quẹt nhiều quá thì cái móng nó sẽ dày, nó mất cái shape, nó sẽ không có đẹp đó. Cho nên là Tâm nghĩ nên nên quẹt một lần thôi. Rồi thì bây giờ cái phần mà sơn cái màu mood ombre này của mình nó đã xong rồi nè. Thì Tâm sẽ chuẩn bị sơn cái ngón giữa của cổ là cái màu kim tuyến nha. Thì cổ lựa cho Tâm cái màu kim tuyến là nó cũng hơi tím tím nha mọi người, cũng dễ thương lắm. Thì khi xong Tâm sơn cái màu kim tuyến thì Tâm sẽ đặt nó lên nè, mọi người thấy không? Mình không có kéo nó xuống liền, mình cứ đặt rồi mình chấm 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 thôi. Tại vì cái màu treo á, khi mà mình sơn kim tuyến mà mình kéo xuống liền quá thì nó sẽ bị giống như là nó không có được dày nha mọi người, nó sẽ không đẹp. Cho nên khi mình sơn treo mà kim tuyến thì mình nên giống như chấm 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 nó như vậy, thì cái màu kim tuyến của mình nó sẽ nhìn đều hơn thì nó sẽ đẹp hơn nha. Nghe thấy không? Tâm sẽ chấm nó lên nè. Mình không có nên kéo mạnh, mình cái gì chấm 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 để cho cái màu nó dính nó trong cái móng của mình thôi. Còn lỡ nó có lan tí xíu thì mình lấy cái tay mình chùi hai bên hông nha. Rồi bây giờ mình sẽ sơn cái lớp thứ nhì nè. Thì lớp thứ nhì mình không cần lo, mình cứ việc kéo mỏng xuống và đều xuống thôi thì như vậy nó sẽ đẹp hơn. Rồi mọi người thấy không? Bây giờ là cái tay của cổ nhìn nó hồng rồi nè, nó không có tím đúng không? Nhưng mà một lát khi Tâm làm xong rồi thì nó sẽ ra ombre nha mọi người. Rồi bây giờ Tâm sẽ vẽ nè. Thì cái mẫu này nó dễ lắm nha, mọi người cứ vẽ ba cái cánh giống như là ba cái cánh của ba chiếc lá vậy đó. Thì mọi người có thể dùng cái màu trắng của gel, rồi xong mình dùng một cái cọ nhỏ đó, rồi mình cứ vẽ ba cái lá giống như là nó dính chung vô nhau vậy đó mọi người, thấy không? Rồi sau khi mà mình vẽ ba cái lá xong rồi thì Tâm sẽ sử dụng một cái cọ màu đen nha, rồi mình sẽ vẽ cái viền của nó nè. Thì mình sẽ đi theo cái vòng cung của cái cánh mà mình vừa mới vẽ xong đó. Rồi thấy không? Mình sẽ vẽ vô cái lằn chính giữa nè. Thì những cái mẫu này là Tâm hướng dẫn cho anh chị, giống như nó đơn giản, dễ làm, dễ vẽ mà nhìn dễ thương, mà mình dễ kiếm tiền nữa nha. Rồi thì bây giờ mình sẽ đi vô trong hai lằn nữa nè, hai hoặc ba lằn tùy theo mọi người thích thôi nha. Thì như vậy nhìn nó sẽ đẹp hơn. Rồi mình sẽ đi ở ngoài thêm một lần nữa để cho nó tô cái cánh hoa của mình nó đậm lên, như vậy thì nó sẽ đẹp hơn.
thì mọi người đừng có để cho hai cái đường làm nó dính vô nhau nha. Mình cứ đi cái viền ở ngoài xung quanh nó thì nó sẽ dễ thương hơn. Rồi mình kéo xuống một tí nữa nè. Ở trên này mình có thể quẹt hai cái đường màu đen như vậy thì nhìn nó sẽ uốn lượn, nó dễ thương hơn. Rồi thấy không? Rất là lẹ luôn đó mọi người. Nếu như mà mọi người chưa có làm được cái mẫu móng này để thì tập đi nha. Tâm nói thiệt, nó rất là dễ kiếm tiền mà dễ dẻ nữa. Rồi Tâm sẽ chấm miếng kim tuyến ở trong cái góc nè. Rồi như vậy là cái phần mà design của mình là thấy nó sắp xong rồi, thấy không? Rồi bây giờ Tâm sẽ dùng một cái cọ, Tâm chấm những cái chấm bi nè. Thì nếu anh chị nào mà chưa có quen tay mà chấm bằng cái cọ đó thì mình có thể dùng cái chấm bi để chấm nha. Nhưng mà Tâm thì Tâm dùng luôn cái cọ tại vì Tâm quen tay rồi đó. Rồi tới phiên tay bên này mình cũng làm y chang giống vậy nha. Mọi người nhìn kỹ lên một lần nữa nè. Tâm sẽ vẽ giống như là ba cái cánh của ba cái lá trước vậy đó. Thì với cái tay bên này là mọi người phải vẽ ngược lại nha. Tại hồi nãy là mình đã vẽ cái bông ở bên phía tay trái đúng không? Thì bây giờ bên cái tay phải này mình phải vẽ ngược lại cái chiều của nó. Mình không có thể nào mà vẽ cùng một chiều được. Tại vì nếu như mà mình vẽ cùng một chiều như vậy thì khi mà người ta để hai cái bàn tay nó xuống dưới cái bàn hay gì đó đó thì nhìn nó sẽ rất là kỳ nha mọi người. Cho nên là video nào Tâm cũng nói đó, khi mình vẽ thì mình phải tập vẽ hai chiều đối ngược với nhau thì như vậy nó sẽ ra đẹp hơn nha. Thì Tâm biết là cái chiều này khi mà nó giống như là mình vẽ ngược lại như vậy thì mà nếu như chưa có quen tay thì nó cũng hơi khó nha, nhưng mà không sao, mình tập đi ha, lâu ngày cháu cũng nhừ đúng không? Để cho nên là cố gắng giùm Tâm nha. Rồi bây giờ mình sẽ kéo xuống nè, sẽ tô cho nó lại đậm hơn tí xíu nữa. Như vậy thì nó sẽ đẹp hơn khi mà khách người ta để hai cái bàn tay nó đối lại với nhau thì nhìn nó không có cùng một chiều, nó sẽ nhìn thứ nhất là mình nhìn professional, thứ nhì nữa là nhìn nó không có bị kỳ kỳ con mắt nữa đúng không? Rồi bây giờ Tâm sẽ vẽ cái viền nè. Rồi xong mình sẽ vẽ ngay chính giữa thêm hai lần nữa. Thì nếu anh chị nào mà chưa có quen tay thì cố gắng tập giùm Tâm nha. Mình có thể sơn cái móng treo lên trên cái móng thép á, rồi mình ngồi mình tập mình vẽ ngày qua ngày rồi cũng sẽ được thôi nha mọi người. Rồi mình sẽ vẽ thêm những cái lần như vậy nè thì nhìn nó sẽ lung linh hơn. Rồi mọi người thấy chưa? Vậy là nó đã giống y chang bên kia rồi. Thì bây giờ Tâm sẽ chấm cái kim tuyến ở bên cái hông một tí xíu nữa nè. Rồi sau khi mình chấm kem tuyến xong rồi thì Tâm sẽ dùng lại cái cọ trắng của mình hồi nãy đó, Tâm sẽ chấm bi lên nha. Thì giống Tâm nói đó, nếu như anh chị nào mà chưa có quen cái cọ chấm bi thì mình có thể dùng mua một cái cọ chấm bi nhỏ để mình chấm. Còn nếu anh chị nào mà quen chấm cái kiểu giống Tâm chấm thì mình cứ việc chấm. Thì nó cũng sẽ nguy hiểm nếu như mà mình chưa có quen tay chấm bằng cái cọ mà mình chấm bi thì đôi khi nó ra cái bi hơi to đó. Nhưng mà nếu anh chị nào quen tay rồi thì không cần phải lo lắng. Còn nếu anh chị nào mà không có cái chấm bi thì mình có thể dùng cái tăm xỉa răng đó mọi người, mình cũng có thể chấm được nha. Rồi bây giờ Tâm xa đang bỏ thớp khúc lên trên cái móng tay của cổ nè. Thì cái màu mút này đó mọi người, khi mình bỏ nó bóng lên nó bóng dữ lắm nha mọi người, nó đẹp lắm. Rồi thì sau khi mà cái phần mà Tâm bỏ nước bóng lên thì Tâm sẽ chùi alcohol lại thì mọi người sẽ thấy được cái sự khác biệt khi mà Tâm chùi alcohol đó, là cái móng của người ta nó sẽ trở nên ombre rất là đẹp nha mọi người. Thì nếu anh chị nào chưa có đăng ký kênh của Tâm thì đừng quên đăng ký kênh giúp Tâm nha. Kênh của Tâm là Nails Thanh Tâm Cuộc Sống Ở Mỹ. Rồi bây giờ Tâm chùi alcohol nè, mọi người nhìn kỹ nha. Tâm sẽ đặt cái alcohol lên nè. Thì mọi người nhìn nè, một lát nó sẽ trở nên ombre nha. Để Tâm chùi luôn những cái ngón móng kia đi thì mọi người sẽ thấy là cái sự khác biệt. Rồi mọi người thấy không, cái ngón út hiện thời giờ nó đã ra ombre rồi nè, thấy chưa? Thì sau khi mình chùi alcohol lại là những cái móng tay của cổ nó sẽ nhìn rất là dễ thương. Thì nếu anh chị nào chưa đăng ký kênh của Tâm thì giúp Tâm đăng ký kênh giùm nha. Kênh của Tâm là Nails Thanh Tâm Cuộc Sống Ở Mỹ. Nếu mà anh chị và mọi người đăng ký kênh của Tâm thì chúng ta cùng học hỏi và chia sẻ kinh nghiệm và nghề nail với nhau nha. Và anh chị sẽ xem được nhiều video mới nhất của Tâm hơn. Rồi đây là cái phần mà sau khi Tâm đã sơn xong rồi nè. Mọi người thấy không, cái màu nó rất là dễ thương nha mọi người. Nó đẹp mà nó ra ombre rất là dễ thương. Thì cái mẫu này mình có thể vẽ cho những người khách mà người ta đi vacation,
hoặc là người ta giống như đi ăn cưới hay là đi mùa hè hoặc là lễ phục sinh hoặc là lễ Easter thì mình có thể vẽ cái mẫu này cho người ta nha. Thứ nhất là nó lẹ, thứ nhì nữa là nó rất là dễ làm, thứ ba nữa là mình có thể kiếm được nhiều tiền nha. Thì Tâm cảm ơn mọi người đã xem video của Tâm. Một lần nữa đừng quên đăng ký kênh giúp Tâm nha. Chúc mọi người một ngày vui vẻ. Tâm hẹn mọi người trong những video sau.